Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Sát đã tổ chức tập huấn cho 60 đồng chí là trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân tự vệ bộ binh, thôn đội trưởng ở 33 đơn vị dân quân tự vệ trong huyện. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 10, các học viên được học tập một số chuyên đề như những nội dung cơ bản về giáo dục, chính trị cho dân quân tự vệ năm 2021, công tác quốc phòng và quản lý nhà nước về quốc phòng ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức, nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện nội dung điều lệnh, đội ngũ, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn xa trúng đích, dân quân tự vệ tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thảm họa sự cố thiên tai dịch bệnh. Thông qua tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ, các đơn vị dân quân tự vệ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ công tác, từ đó vận dụng linh hoạt kiến thức đã được học tập vào việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng và nâng cao chất lượng huấn luyện tại cơ sở. Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP vừa hoàn tất việc chấm điểm xếp hạng cho 26 sản phẩm. Đây là đợt chấm điểm xếp hạng đầu tiên trong năm 2020. Trước đó, từ cuối tháng 9, Tổ giúp việc đã thành lập đoàn thẩm định phối hợp với các huyện là Bảo Yên, Bảo Thắng, Mường Khương, Bắc Hà và thị xã Sapa có sản phẩm đăng ký tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm thực tế tại các địa phương và cơ sở sản xuất. 26 sản phẩm thuộc 4 nhóm ngành, gồm thực phẩm, vải may mặc, thảo dược và thủ công mỹ nghệ, trang trí. Theo đánh giá của Hội đồng, sau gần 3 năm thực hiện chương trình OCOP, các chủ thể sản xuất đã xây dựng hồ sơ theo đúng mẫu của chương trình OCOP quy định, có tài liệu chứng minh các tiêu chí. Các sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kiểm nghiệm chỉ tiêu an toàn thực phẩm và công bố chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm tham gia dự thi có câu chuyện sản phẩm. Qua đánh giá của hội đồng, trong đợt chấm điểm lần thứ tư này, tỉnh Lào Cai có 26 sản phẩm được công nhận, trong đó có 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 18 sản phẩm đạt hạng 3 sao OCOP cấp tỉnh. Như vậy, sau 4 lần chấm điểm xếp hạng, đến thời điểm này Lào Cai đã có 77 sản phẩm đạt sao OCOP cấp tỉnh. Còn tại huyện Bảo Yên, từ khi áp dụng công nghệ trong việc sử dụng giống, khoa kỹ thuật và có liên kết sản xuất, nhiều diện tích cây trồng của địa phương đã cho thu nhập từ 180 đến 300 triệu đồng mỗi một hectare canh tác. Hiện toàn huyện Bảo Yên có 902 hectare đất nông nghiệp sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chủ yếu là rau, chè, hoa, cây ăn quả nhiệt đới, tập trung ở thị trấn Phú Giàng và các xã Yên Sơn, Bảo Hà, Kim Sơn, Thượng Hà, Cam Cọn và Địa Quan. Để đạt được mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng chuỗi giá trị nông sản, huyện Bảo Yên tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, mở rộng diện tích sản xuất gắn với việc hình thành các vùng nông nghiệp công nghệ cao, liên kết giữa những hộ nông dân thành tổ hợp tác xã và các doanh nghiệp để sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các mô hình và các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả để người dân học tập. Trong hành trình hướng tới xã nông thôn mới nâng cao, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu. Từ đó nhiều thôn nông thôn mới và kiểu mẫu đã và đang được hình thành, kiến tạo nên những vùng quê đang sống, và thôn Hùng Xuân 2 là một điển hình như vậy. Sau 2 năm được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu, hiện nay trên địa bàn mỗi tuyến đường trục chính đến ngõ xóm ở thôn Hùng Xuân 2 đều luôn sạch đẹp bởi các loài hoa rực rỡ sắc màu, luôn khoe sắc khoe hương suốt 4 mùa. Đặc biệt trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, nhân dân trong thôn đã thực hiện xã hội hóa được trên 50 triệu đồng để vẽ 60 mét tranh cổ động xây dựng thôn nông thôn mới bằng sơn dầu hai bên tuyến đường trục chính dẫn vào thôn. Trước nhất là chúng tôi trồng hoa tại gia đình để cho ra không gian của gia đình nhà mình có những lúc để thư giãn và đẹp cảnh quan, và cái thứ hai là tôi sẽ triển khai ngay là trồng hoa theo khuôn viên của đất nhà mình đến đâu thì tôi triển khai trồng đến đấy và tự chăm sóc, tự quét dọn hàng ngày, tự chăm sóc cây hoa và tự tìm những giống hoa về để trồng phù hợp với quang cảnh nông thôn, vì là nông thôn còn có trâu bò thì chúng ta trồng những cây hoa gì để phục vụ chính bản thân gia đình mình và chính của cả thôn bản và cả xã hội, để cùng đẹp, gia đình mình đẹp thì xã hội cũng đẹp.
Thêm vào đó, nhân dân thôn Hùng Xuân 2 còn không tiếc công tiếc của để hệ thống cơ sở hạ tầng của thôn ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí của thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt được. Người dân trong thôn đã đóng góp và cùng nhau thực hiện bê tông hóa hàng trăm mét đường nội đồng dẫn vào khu sản xuất, mở rộng trên 3 km đường trục thôn từ 2,5 mét lên trên 3 mét. Chỉnh trang và hoàn thiện một số hạng mục nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Không những gia đình tôi mà phải vận động tất cả bà con nhân dân, rồi các đoàn thể, rồi khu dân cư, rồi là cộng đồng dân cư để làm tốt và cái nhà văn hóa cũng như là cái xây dựng nhà văn hóa. Ví dụ đường hoa, đường làng đóng góp để làm nhà văn hóa. Bây giờ là tu sửa bàn ghế cho tất cả các phong trào. Để nâng cao chất lượng thôn kiểu mẫu, Hùng Xuân 2 còn đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế. Mô hình phát triển kinh tế này của gia đình ông Nguyễn Văn Tinh. Từ vài hecta rừng ban đầu, đến nay diện tích rừng của gia đình ông Tinh đã tăng lên trên 32 hecta và được trồng theo hình thức gối đồi. Khi diện tích rừng bắt đầu cho thu hoạch, ông Tinh tiếp tục đầu tư mở cơ sở chế biến gỗ. Cùng với đó, ông Tinh còn kết hợp chăn nuôi đại gia súc, nuôi trồng thủy sản. Trung bình mỗi năm mang lại cho gia đình ông Tinh nguồn thu lên tới cả tỷ đồng. Gia đình ông Tinh luôn nhiệt tình tham gia đóng góp ủng hộ chương trình nông thôn mới ở địa phương. Trong cái quá trình 2009, thì gia đình có, nói chung nhà nước có hỗ trợ được cái 380 triệu. Gia đình đổ cái đường bê tông 3 cây số. Tổng hiện tất cả là hết 1 tỷ 740 mấy triệu. Đấy. Còn cái sau đó thì nông thôn mới của xã, của các thôn bản của xã thì gia đình đều đóng góp cả. Nếu như ví dụ như thôn Lồng Cù, thôn Lồng Hà, hai thôn Lồng Cù, họ thì có nhu cầu hỗ trợ thì gia đình cũng đóng góp, mỗi thôn mấy triệu, nhà văn hóa của thôn đều đóng góp hết. Đây là một việc làm mà chúng tôi lấy cái chữ tín của mấy người dân á. Mình đặt vấn đề gì, người dân người ta tin tưởng thì người ta sẽ lo cho mình, cán bộ mình nó cũng đỡ vất vả. Thế nên cái này thì đối với mấy năm nay và năm ngoái hôm nay chúng tôi vẫn duy trì được là cái về cái thôn nông thôn mới nâng cao, tức là cái thôn kiểu mẫu ấy. Thì còn phương hướng tới thì chúng tôi sẽ quyết tâm, còn những cái gì ví dụ như vậy, các cái điều kiện kinh tế hạ tầng cơ sở nó còn thấp thì chúng tôi sẽ nâng lên. Hiện giá trị kinh tế trên một hecta canh tác đã đạt trên 72 triệu đồng trên năm, thu nhập bình quân đầu người trong thôn ước đạt 43 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo ước chỉ còn 3% vào cuối năm nay. Một vùng quê đáng sống đã thực sự hiện hữu ở thôn Hùng Xuân 2. Từ đó, góp phần giúp Xuân Giao tự tin phấn đấu sẽ về đích nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra. Trong thời gian này, trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ thể thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố. Phòng Giáo dục thành phố Lào Cai vừa tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi Cúp Vietinbank năm 2020. Tham gia giải bóng chuyền hơi Cúp Vietinbank năm nay, thu hút gần 200 vận động viên đến từ 16 đội bóng của 16 xã phường, một đội bóng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Vietinbank chi nhánh Lào Cai. Sau 3 ngày tranh tài, với tinh thần nhiệt huyết cao thượng, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả 31 trận đấu với những màn so tài hấp dẫn, những pha bóng để mắt. Phường Bắc Lệnh đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh cũng vừa tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi và đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Các hoạt động văn nghệ thể thao đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, động viên nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Huyện Bảo Yên vừa tổ chức hội thi ẩm thực dân tộc huyện Bảo Yên lần thứ nhất năm 2020. Đây là hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020. Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Tham gia hội thi có 17 đội đến từ các xã thị trấn và hai nhà hàng trên địa bàn huyện. Các đội đã mang đến hội thi những màu sắc riêng, thể hiện nét văn hóa tiêu biểu của mỗi địa phương, dân tộc thông qua các món ăn được chế biến từ những nguyên liệu do chính họ tự sản xuất. Hội thi nhằm cung cấp các kiến thức dinh dưỡng, đồng thời quảng bá và giới thiệu sản phẩm nông lâm nghiệp, các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc vùng miền, góp phần quảng bá du lịch văn hóa cộng đồng bản sắc của Bảo Yên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Phúc Khánh 2, hai giải nhì cho đội xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, giải ba cho đội thị trấn Phố Giàng, Bảo Hà, Lương Sơn. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải khuyến khích và chuyên đề cho các đội thi. Cũng nhân dịp này,
huyện Simacai đã tổ chức khai mạc giải bóng đá nữ năm 2020. Giải bóng đá nữ có sự góp mặt của 11 đội tuyển với 140 cầu thủ đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn huyện. 11 đội bóng sẽ chia thành hai bảng thi đấu. Đây là hoạt động có ý nghĩa thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện, từ đó tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp chị em phụ nữ rèn luyện sức khỏe, giao lưu, học hỏi, đoàn kết, đồng thời tạo điều kiện giúp cho các chị em đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.